quý vị và các bạn, đầu năm 2024, thành phố Cần Thơ sẽ kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương. Trong hai thập kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ phủ miền Tây đã cùng chung sức, chung lòng thực hiện Nghị quyết 45, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và mới đây nhất là Nghị quyết 45 của Quốc hội. Để từ đó từng bước khẳng định Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trên một số lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội. Chấp bắt đầu từ hôm nay, trong chương trình Thời sự tối thứ năm hàng tuần, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ mở tiết mục hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo đó sẽ phản ánh toàn diện quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Cần Thơ cùng với những định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với chào năm mới và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn. Theo đó sẽ chia thành nhiều đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thành phố phát động thi đua tạo khí thế sôi nổi, đăng ký các công trình lập thành tích trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế. Biểu dương tôn vinh các tổ chức cá nhân đã có những đóng góp trong 20 năm qua. Bên cạnh đó, thành phố cũng tách riêng các hoạt động thành hai phần, lễ và hội, bao gồm 43 hoạt động, như là tổ chức cuộc thi Người đẹp Tây Đô, thi sáng tác ca khúc, ca cổ, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ triển lãm thành tựu, phát hành kỷ yếu và phim tài liệu nhiều tập, đua võ lãi Composite, giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ, Festival Kinh khí cầu, Ngày hội du lịch Đêm Qua Đăng, vân vân. Thành phố cũng xây dựng chương trình nghệ thuật và meeting chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và dự kiến sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Ước tính giai đoạn 2011-2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Cần Thơ bình quân đạt 5,63% một năm. Một trong những nguyên nhân làm cho tổng sản phẩm trên địa bàn chưa cao là do liên tục trong 2 năm, 2020 và 2021, GRDP của thành phố bị tăng trưởng âm. Tuy nhiên, cho đến hết năm 2022, Cần Thơ đã bứt phá, đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Đặc biệt, GRDP tăng hơn 12,64% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng sản phẩm đứng hạng thứ 6 so với cả nước. Năm 2023, thành phố dự kiến GRDP sẽ tăng từ 9,5 đến 10%. Trong đó, khu vực 3, khu vực dịch vụ sẽ có mức tăng từ 10,2 đến 10,9%, tương đương gần 54.000 tỷ đồng trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn.